tên Liễu Phong. Chú đó là chú lớn nghe, bà con bắt đầu chia sẻ giùm nghe mọi người. Chú này bay từ nước Đức bay một mấy tiếng hồ qua đến Việt Nam để nhờ hiệp sĩ hải đặt tên chị Liễu, nên mọi người là bên chia sẻ giùm mọi người. Rồi chú ở chỗ nào là chú họ tên gì? Tôi khép cửa lên. Nguyễn Minh Bắc. Vậy Nguyễn Minh Bắc. Vậy chú sinh năm mấy? Năm 1958, 02/02/1958. Bây giờ chú đến đây nhờ hiệp sĩ hải là tìm cô đó là họ tên thì nói rõ họ tên. Tôi là Nguyễn Thị Liễu. Sinh năm mấy? Năm 1977. Rồi cô đó là sao với chú quan hệ mối hay sao? Mối quan hệ là xác định là làm vợ chồng với nhau. Rồi. Trong một thời gian này là từ năm 1911. Rồi. Coi như là gặp gỡ nhau đến năm 1919. Rồi, rồi. Năm 2019. Rồi sao nữa? Là tôi với báo công là bố bỏ đi với chồng. Cô ấy chồng không rồi cô đó có lừa đọc gì cho chú dùng? Cái là tôi đã đưa tiền cho cô để làm nhà. Rồi đưa tiền nhà nhà không? Gửi tiền cho cô tổng số là tổng số khoảng 500 đô. Đặt đủ xuống không? 500 triệu đô. Rồi bây giờ cô đó bỏ đi đâu rồi? Bỏ đi lấy chồng ở Sơn Sơn. Là cô đó có hẹn với... Không hẹn. Không hẹn cây ngồi vô ra. Rồi bây giờ... Bây giờ chú hiện giờ chú biết cô đó đang ở đâu không? Bây giờ đang ở Sóc Sơn Hà Nội. À, biết nhà cửa không? Không biết nhà cửa. Rồi giấy tờ giấy kỳ còn không? Giấy tờ vẫn còn. Giấy tờ vẫn gửi tiền vẫn còn. Giấy tờ vẫn còn không? Rồi bây giờ cô chú phải để nhờ chú này ở Sóc Sơn, hiện ở Sóc Sơn Hà Nội không? Để chồng mới ở Sóc Sơn Hà Nội. Rồi nhưng mà không biết ở đâu, thì không biết ở đâu đâu. Thì cô giấu mà. Giấu không? Bây giờ chồng nó là họ tên gì? Không biết tên chồng. Không biết tên chồng. Chồng nó nghe thấy cái mặt thấy nhỏ tuổi hơn không? Đúng. Nhỏ hơn 2 tuổi. Rồi bây giờ chú nói lớn lên để cho mọi người chia sẻ để mọi người biết. Chú đăng lên Facebook chưa? Tìm không? Bây giờ mới đăng lên Facebook. Rồi tìm người đó con. Tìm cô Nguyễn Thị Liễu. Rồi. Giấy chỉ kỳ còn không? Giấy chỉ kỳ vẫn còn. Giấy chỉ kỳ vẫn còn không? Đúng. Rồi thì còn thì anh em hiệp sĩ Minh Hải sẽ sẵn sàng giúp cho chú ở đây là giúp miễn phí ha. Ở đây là tự động đổ xăng đi tìm miễn phí chứ không có là lợi dụng ai hết á. Ở đây là ai cũng làm giúp hết, không có bỏ ai hết. Đó thì nói cho chú nghe vậy thì tụi sẽ tìm cho bằng được. Thì đang lúc rồi có hình ảnh này tụi sẽ tìm cho dễ hiểu, nên mọi người vẫn chia sẻ giùm chú này từ bên Đức về tranh cử gọi hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đến đây để nhờ đồng chí Hải tìm cô Liễu này để gặp để đối chất. Cô Liễu nếu mà cô thấy đồng chí Hải đang quay và nói chuyện về cô thì cô là vợ cô đến liên hệ đồng chí Hải trong bây giờ đến ngày mai để chi để cho đúng không chứ cô mà hứa hẹn người ta lấy làm đám cưới mà cô lấy tiền gần 500 triệu cách nhà mà cô lấy chồng khác là không được, có cái đó là sai đạo lý pháp luật của Việt Nam mình. Vâng. Đó, bây giờ chú nói cho là gì, chú nó lớn lên. Vâng, tôi nói chung là nhờ chú Hồng Mát và chú Nguyễn Thành Hải giúp đỡ tôi về chuyện để làm đến cho cô Liễu, cô thấy được vấn đề của tôi. Nói chung là tôi cũng đi làm. Cô nói nhỏ, chú nó nhỏ quá. Nó nhỏ quá, chú nó lớn lên để cho người ta nghe, để cho người ta nghe. Tôi làm bên kia nói chung là rất là vất vả, cũng đồng tiền của cho cô để xác định vợ chồng với nhau, mà cô lại lừa tôi ra cô. Là tôi rất mong là các cộng đồng mạng theo cái chỗ cài này giúp đỡ. Được chưa mọi người ơi, cảm ơn hãy giúp giùm mọi người giúp giùm. Mọi người giúp giùm mọi người. Rồi bây giờ cô cho anh là cô họ tên gì? Dạ thì sao? Cô sinh năm mấy? Sinh năm 67. Cô hiện giờ đang ở đâu? Cô hiện ở Vị Chợ Lách tỉnh Bến Tre không? Cô cầm phát hình cho ta lại đi. Là người bạn quen biết. Người bạn biết là sao? Cũng như quen biết từ trong... Quen biết rồi đi ca hát rồi gặp. Rồi người bạn này là họ tên gì? Phan Văn Sự. Văn Sự, cô sinh năm mấy? Sinh năm 73. Rồi, là cô sinh năm mấy? 67. Rồi cô biết, cô xác định rồi. Cô quen với em Phi Công trẻ là không được rồi. Bây giờ nó lấy hết cô nhiêu tiền rồi? Tổng cộng là 68 triệu. Nên bây giờ mọi người nè, đừng có lên mạng xã hội quen
mạng xã hội, nhất là TikTok hay gì là chị em phụ nữ là cứ bị lừa trên TikTok riết à. Nhiều người đến nhờ Đặng Sinh Hải là cũng quen, quen với mấy người bạn trai rồi quen rồi nó mượn tiền. Nó mượn tiền bằng cách nào? Nó là chủ của cây gỗ. Ờ, chủ cây gỗ rồi rồi. Nằm giống này. Ờ, chủ cây gỗ. Nó mượn vốn, nó mượn là trong 3 tháng tạm. Rồi. Mượn thì cũng có giấy tờ cam kết luôn. Rồi bây giờ hỏi cho cô nè, cô có gặp người này ở ngoài đời bao nhiêu lần rồi? Tôi gặp trong vòng có 3 tháng mà. 3 tháng là có vô đi đâu chơi không? Không đi đâu chơi mà sao mắc cáp, sao cáp tiêu chứ thường nè, mấy ông phi công trẻ nó thẳng luôn á, vô mấy chỗ đó là đang lúc mà đang ấy là tiền đâu có, tại vì gì vâng. Rồi bây giờ thôi, nói chung là hỏi cô sơ thôi, tại vì này còn để đêm còn không nhắc cô làm sao nữa, khi nào tâm rồi bây giờ nói chung là sự việc này để cho anh em bên sau anh hỏi cô sâu hơn nữa. Tại vì ở đây là rồi bây giờ con đi lui là sao? Con sao luôn có người con đi lui là sao? Rồi, rồi bây giờ chú hả? Rồi chú ngồi đi cho nó thấy. Rồi chú ngồi. Rồi bây giờ bà con cô bác làm ơn chị sẽ dừng ở đây thì trước. Rồi anh đi cho anh học anh học cách gì? Vậy. Đó thôi. Anh sinh năm mấy? 78. Mẹ 78 hả? Rồi bây giờ anh xin 78, bây giờ anh mở mặt ra cho một con hỏi bình luận cho nó sao. Anh đi tìm vợ con mà không thấy hình anh đâu hết rồi. Ừ. Rồi bây giờ anh thì ở đâu? Quê đâu? Quê Tiền Giang. Quê ở Tiền Giang không? Rồi Tiền Giang rồi. Huyện nào? Huyện Châu Thành. Huyện Châu Thành Tiền Giang. Rồi bây giờ anh cảm ơn người ta là vợ con không? Vợ con, vợ Thành Tiến Giang sinh năm 81, Tiền Giang. Rồi Thiên Tiên sinh 2018, 6 tuổi. Rồi 6 tuổi không? Rồi có hứa với anh là vợ của anh Tiến, con sẽ tìm được mà vợ con tìm hết được rồi. Vợ con là mất đúng là 87 tuần. Hôm nay là 2 ngày 5 giờ 56 phút. Mọi người được giúp dùm cho anh là tìm vợ con. Nhưng mà anh có nghi vợ con có đeo ai không? Con quá thì cái vợ bà con ơi cho đi học để dốt rồi mới bà con lợn chia sẻ giùm giúp giùm mà cho học ở trường bỏ học thì vợ con cho con nghỉ học bà con lợn chia sẻ ra con có bất động chia sẻ giùm con là coi để giúp cho mọi người. Rồi bây giờ anh có lời đã nói lớn rồi, vợ anh về đi cho con đi học nó đi. Vợ chồng cũng tha thiết bỏ qua hết vợ tất cả, vợ chị con còn nhỏ quá thì mong vợ suy nghĩ cho kỹ rồi chở con về cho con đi học lại. Còn chị ơi, nếu mà chị thấy chồng mà từ ở đây xa đến, từ quê đến mình gặp rồi chị Nguyễn Anh Hải rồi chị coi chị liên hệ với chồng chị bỏ công việc làm mà đi từ bắc nơi hôm nay đến nhờ đội hiệp sĩ Nguyễn Hải thì về. Chị coi về đi, nếu mà chị ở Bình Dương là có 300 hiệp sĩ Bình Dương sẽ đi tìm các nhà trọ các nơi để giúp cho ảnh tìm chị về dạy con để cho con về đi học, con gần sắp đến học rồi đó, mọi người hãy chia sẻ. Rồi bây giờ anh có nói đâu là cuối cùng cho vợ tha thứ cho vợ đi chứ vợ sao nói đi. Nói chung là bà nội bà ngoại thì cũng có qua họp bàn rồi, nói chung là cũng nhớ nhớ vợ và nhớ cháu. Thôi giờ em suy nghĩ chở vợ chở con về cho nội ngoại gặp, rồi sắp tới tháng 9 rồi tụi thường thì con nó đi học nó biết chữ với người ta để con nít mà nó không biết chữ rồi tội nghiệp lắm. Không. Làm cha làm mẹ hay lắm cũng quay được con ăn đọc. Còn mọi người là bên chia sẻ mọi người, mọi là bên chia sẻ cho anh về. Nói chung là bây giờ bà con hãy giúp đỡ Thiên Hải, nay còn nhiều việc lắm, giờ còn bắt cướp nữa đó, bắt đầu cướp mà chị coi chị về đi, chắc là đau khổ hiểu. Giờ còn đông quá còn phải ngồi gì là bà con biết rồi, ngồi sợ hy sinh gì tiếp cứu quần để cho giúp cho mọi người để cây được gia đình. Cảm mọi người là bên chia sẻ giùm mọi người là bên chia sẻ giùm, cảm ơn mọi người hãy chia sẻ giùm, cảm ơn mọi người. Đây nè, còn bây giờ anh đi trước đi. Anh ơi, cho thăm anh họ tên gì?
tôi tên là Dương Hoàng Sơn. Anh sinh năm mấy? Năm 1996. Bây giờ anh đang ở đâu, quê đâu? Tôi bây giờ đang ở đăng ký thường trú, giờ đang ở là Tân Trụ Long An. Tân Trụ Long An không? Đang tìm em cũng là Dương Văn Hoàng, sinh năm 1967, là bị bệnh câm điếc. Hiện nay là cái ngụ là ở ấp 2, xã Tam Điệp, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre, là bỏ không biết lý do giờ bỏ nhà đi lúc hồi 4:50 sáng, cuốn đồ đi nhưng cái đường ngang ngang không cho đi nhưng mà lúc cũng trốn đi. Tới nay là 20 ngày rồi, mà trong đó là gia đình và vợ con anh em mình tìm kiếm tới nay là 20 ngày không gặp. Thì bữa nay cũng đến giờ đến ngày mấy rồi lên cũng được mấy rồi và chia sẻ là tìm gặp ông tôi là trong loại ảnh này mà cho thông tin cho tôi biết là số điện thoại 0944916667 cái này có qua tôi bà con làm ơn chia sẻ với mọi người chia sẻ số hộ lên rồi chỉ này này chưa bà con với lại chia sẻ cho mọi người bây giờ chị thì ở nơi xa đến để nhờ được Dương Hải thành công chỉ cho thăm là chị họ tên gì? Tôi lớn anh quê chị đâu? Rồi bây giờ đến đây nhờ được Dương Hải là tìm con gái không? Con gái họ tên gì? Sinh năm mấy? Sinh 2007 không? Rồi bé bỏ nhà đi đâu chưa? Từ 5 ngày ở nhà có la đầy bé, bé bỏ nhà đi không hả? Bé đem học hay sao? Đi làm đâu? Rồi, nói chung là con mình có lên mạng xã hội chơi mạng xã hội gì không? Facebook thì có không? Một là theo bạn trai, hai là xin việc nhẹ lên cao bị bộ một người đem một đập vô cà phê ôm massage cà phê nói chung là chị một là bạn trai dắt đi một là đem qua công chi nó bán đó nhìn nó rất là nhiều nên mọi người vẫn chia sẻ với mọi người bây giờ chị có lời nói cho con nó gì nó lớn lên chị nó lên chị nó nhỏ quá bà con bé lợi cho con giúp dành nè, đừng mở máy lớn nè. Nói chung là nãy giờ, tại vì chị bây giờ chị nói lớn lên chị tha thứ cho con để con về nó lớn lên. Mẹ tha thứ cho con hãy về nhà đi rồi con làm lại từ đầu cho con đừng có bỏ ai đi như vậy mẹ ba mẹ ở nhà không yên, không lo lắng cho con. Bà con bé lợi chia sẻ với mọi người mình chia sẻ giùm. Cảm ơn mọi người, cảm ơn nhiều lắm. Mọi người chia sẻ giùm thôi. Còn chú là Bình Đức nè. Bây giờ nói chung là chú này tại quan trọng, chú này từ ở Bình Đức chú về. Chú nhờ đạo sĩ Hải là thầy cái người tên Liễu đã hứa hẹn với chú là cắt nhà để làm đám cưới. Bây giờ lấy gần 500 triệu đồng. Chuyển khoản có giấy chuyển khoản luôn mà bây giờ chị này chị Liễu này chị lấy chồng khác đó nên bây giờ chú phước đức chú từ Bình Đức chú bay về nên mọi người phải chia sẻ giùm bây giờ chú có đây chú nói rõ để cho mọi người hãy chia sẻ giùm chú là trên với chị Liễu này chị nói là chị quen chú quen với người đó sao tôi quen gặp qua một người kiểu như là bà có một người con nó lớn lên cô gái Lý là người anh thế còn cô mà tôi quen là Lý người em rồi. Thì tôi biết thì bà giới thiệu của tôi rồi. Thì tôi quen từ năm 1911 2011 đến 2019 thì cô bỏ tôi với chồng rồi mà tôi đã giúp cô coi như là kể cả mọi thuật toán để cô làm ăn câu đó là sinh năm mấy? Năm 1977. Câu chú là sinh năm mấy? 58. Rồi hỏi thiệt chú, bây giờ chú quen với người chú ăn ở người này là có ở lần nào chưa? Có sao? Đã sống chung chưa? Sống chung với nhau.
sống chung được bao lâu? Được từ năm 2001. 2001 nhưng mà mỗi lần một năm chú về mấy lần, ở Đức về mấy lần? Thỉnh thoảng về một lần thôi. Ở đây về bốn lần à? Một lần. Nhưng mà súng đạn ngon mà bỏ bỏ. Bỏ. Súng đạn không ngon mà. Nói chung là tôi với bà có con với nhau hai lần, nhưng mà nạo thai lần có em bé hai lần nạo thai hả? Ừ. Ờ cái này là sao mà đúng là phải sao chú không phiền bà để có em bé để chi để hữu hỷ được cho vui. Cái đấy làm sao mà mình biết được? Vâng. Vậy là bà tự phá hay là chú tự phá? Bà tự phá. Rồi bà tự phá mà chú thấy là có thai hay là ông bà nói không? Tôi đưa đi bệnh viện khám đàng hoàng. Đưa phải nhìn khám đàng hoàng không? Rồi vậy là chú mạnh rồi mà sao ông bỏ? Bà bỏ là sao không, thì chết chứ đúng là không biết. Vâng. Không thể biết được. Rồi vậy là nói chung là nếu mà chú nói vậy thì tượng giáo sẽ ghi nhận, nhưng mà để cậu này sẽ tìm người đó được. Thì nói chung là dừng địa chỉ cái người chồng ở quê ở đâu Hà Nội, nhưng mà thực chất là địa chỉ đó vợ chỗ khác sao? Ví dụ mình ở Bình Dương đi, về quê gốc Bình Dương thì mình ở tỉnh khác sao, hiểu không? Đó nên mọi người cũng thông cảm, rồi xin hãy sẵn sàng để giúp chú, phải không? Giúp chú để cho chú tìm được cái người bồ của chú mà bây giờ đã bỏ đi lấy chồng rồi. Nhưng mà nãy tôi thấy cái hình đó là hình chồng mới này, là thấy người chồng đó là trẻ hơn chị. Đúng, trẻ hơn 2 tuổi. Rồi, đó, nên tôi phải tìm hiểu rồi tôi sẽ chia sẻ đi tìm các nơi ha. Đó, rồi cảm ơn chú cùng trò chuyện này. Vâng, cũng rất là cảm ơn chỗ anh Hạc và cộng đồng mạng giúp đỡ tôi rồi. Rồi cảm ơn chú. Rồi cho thăm là anh học tên gì? Em họ tên Hạch Dừa. Anh Hạch Dừa. Anh em Hạch Dừa, anh là dân tộc Khmer không? Khmer. Rồi bây giờ anh sinh năm mấy? Em sinh 1992. Hiện nay anh ở đâu? Ở Trà Cú, Trà Vinh. Ở Trà Vinh bên đây hả? Dạ. Hôm nay là nhiều cái người anh em ở xa đến các tỉnh miền Tây. Rồi bây giờ anh cầm tấm hình chúng ta lại đi. Là vợ với con em. Vợ là họ tên gì? Kim Thị Ngọc Tươi. Sinh năm mấy? 1992. Rồi, hai chồng cưới bao lâu rồi? Đến 13, 14 năm nay. Rồi, có mấy đứa con? Hai đứa, một trai, một gái. Một chồng gái, bây giờ chị đi gì có đem đứa nào theo không? Đem đi theo nhỏ gái Úc của em. Rồi, chị thường có lên mạng xã hội đồ chơi ra mạng xã hội TikTok được chưa? Có. Nói chung hiện nay nó hẳn là bây giờ phụ nữ bây giờ là cứ lên mạng TikTok là bị mấy anh hành đi á. Chủ được kia rồi lên rồi đi theo cái gì thôi. Mà ở nhà có la đầy vợ mà vợ bỏ đi? Dạ không. Không là đầy, không có đắc vợ gì không? Không. Vợ trước khi đi làm nghề gì? Vợ cân mía. Cân mía hả? Dạ. Còn em là nghề gì? Em đi đúng mía. Đúng mía, người cân mía, đúng mía. Vậy là thạp rồi, hai chồng về làm gì là mía không à? Dạ. Rồi bây giờ từ ngày đi đến giờ đi ngày mấy mấy? Đi bữa mùng 6, bữa nay mùng 1 là 5 ngày. 5 ngày phải không? Dạ. Đi 5 ngày rồi, đi về là từ ngày đi có đi hộ gia đình về vợ không? Thì bên hai bên nào cũng biết hết, cũng đi kiếm mấy ngày kiếm không có gặp. Không gặp không? Dạ. Rồi bây giờ để anh em sẽ giúp cho anh là tìm cho vợ anh. Hứa với anh là vợ của anh là tội em sĩ Nguyễn Hải sẽ tìm được. Mà vợ của tôi là tìm hết được rồi. Đó nên mọi người là vâng chia sẻ giùm mọi người. Mọi người là vâng chia sẻ giùm mọi người. Đây là rất là đau khổ, nhiều người đem đến nhờ tìm vợ, tìm con, tìm chồng, nói chung là đủ thứ. Nên mọi người hãy giúp được xin hãy nha. Mọi người bây giờ có lời nói cho vợ về tha thứ cho vợ hết, nói đi. Em muốn cho vợ em về nhà đi, có lỗi lầm gì em cũng tha thứ hết. Em với con em nhớ rất là nhớ vợ em với con em con Út. Đó chị ơi, chị thấy anh Tư ở Trà Vinh thì mấy chục cây số, Trà Vinh không? Dạ. Đi mấy chục cây số đến nhờ được, đợi xíu Hải rồi anh chị con về đi, rất là đau khổ. Rất đau khổ, bà con bác thấy đầu điện thoại cho rồi thì chị Quỳnh Hải nha. Cảm ơn mọi người, cảm ơn. Rồi bây giờ chú ơi, cho năm nay chú học anh gì, ngồi yên nha. Dạ dạ. Chú sinh năm mấy? 1969. Rồi chú cặp có mình đi ta lại đi. Này tìm cháu nội. Cháu nội là học anh gì? Lê Quốc Kiệt. Sinh năm mấy chú? 2007. 2007 rồi. Con cháu mình bỏ đi đâu chưa? Bỏ đi bữa thứ ba tới nay, bữa 16 thứ tư. Ở nhà ba mẹ có la đầy mà cháu bỏ đi? Nó có chơi game này kia rồi đó. Ba mẹ là bỏ đi. Ba mẹ đâu hết rồi?
ba mẹ đi làm mà bây giờ đi tìm nó già ba mẹ làm mà tiền cũng ra không rồi nói chung là bây giờ nó chơi game bảo đảm lên mạng nó bị bè rủ qua Campuchia rồi mấy đứa chơi game nhiều lần nó qua Campuchia là để xong mà người Việt Nam mình bán người Việt Nam mình qua Campuchia bán cho người Trung Quốc ngồi cho mấy kêu mình ngồi cho máy tính để lừa đảo người Việt Nam mình lừa đảo là chơi chứng khoán nè rồi mở tiền online nè chơi giao tiền online nè rồi làm nhiệm vụ nè nói chung đủ thứ nghề trên mạng nên người Việt Nam mình lừng được cái gì trên mạng là đừng có nghe lời nghe là bị bọn tội phạm buôn người nó dụ mình để nó lừa mình lấy tiền mình nên mọi người phải chia sẻ giùm. Rồi bây giờ chú ra lời nào chú nói để cho cháu nó về tha thứ tất cả chú nói đi. Dạ, chà, tôi Lê Văn Tác, cháu nậu là Lê Quốc Kiệt. Cái gì thì con về để ông nội tha thứ hết với cha nó để đi làm. Đó bà con có lời chia sẻ mạnh mọi người. Mọi người vẫn chia sẻ giúp giúp cho chú này để cho cháu nó về. Đó mọi người hãy chia sẻ giúp tôi. Cảm ơn nha mọi người, cảm ơn. Rồi bây giờ anh đi cho thăm là anh học tên gì? Anh nói lớn lên. Phạm Tấn Phong. Phạm Tấn Phong không? Anh sinh năm mấy? Sinh 1982. Rồi anh hiện giờ quê đâu? Quê là xã Tấn Phong, huyện Lai, tỉnh Bạc Liêu. Rồi bây giờ anh tập trú đâu? Tập trú ở bên ngã ba Bình Chánh, đường 31. Rồi bây giờ anh chụp tấm hình trên tay là ai đây? Đây là con nhỏ con gái. Nhỏ gái nó học tên gì? Nó là lấy hộ của mẹ nó, tại vì nó nhỏ tuổi chưa làm chuyện cướp lấy hộ mẹ nó là Nguyễn Kim Anh. Tuổi thật là nó sinh ngày mấy? Nó sinh là năm 2008. Rồi, năm 2008 không? Bé bỏ đi từ ngày mấy đến mấy? Bỏ đi từ ngày trăm bữa, ngày 16 tây. 16 tháng 4 năm 2021, yeah. Không? Là rồi. Đi là lúc 10 giờ 20. 10 giờ 20 không? Là tại vì là hai chồng ông đi làm công ty rồi cháu ở nhà nó đi làm bên mà có người dụ dỗ cháu nó đi chở nhỏ cháu này là đi là lúc là 10 giờ 20. Người thanh niên nó tên gì? Người thanh niên đó là tên gì? Nó đợi Nam Mai Đồ không? Nó trên Facebook gì không? Nó có trên Facebook. Rồi rồi tôi sẽ giúp rồi sẽ tìm ra. Nếu mà ở Bình Dương thì anh em 300 thì Bình Dương sẽ tìm giúp cho. Nhưng Bình Dương này mà điện nó chặn lấy cái điện thoại của nhỏ gái em là nó chặn cái bóp hết trơn luôn. Có số điện thoại không? Số điện thoại nó chặn hết. Chẳng nhà đây chỉ cầu điện tôi phải nói nó đằng đi đó hiểu không? Dạ, ở đây là cầu điện là nó xài chữ bút không mà nó không xài số rồi đi đằng đi đó để dạ, anh em biết là em đi tìm mấy ngày em cũng báo cho công an ở tại phường bên đó Chứng không? Dạ Bình Chứng hết trơn rồi. Anh này là gốc ở Bình Chứng hay đâu? Không có em ở dưới quê em á. Không có cầu cái hàng chắc đi á. Gốc ở đây là nó ở Kiên Giang. Kiên Giang đúng không? Rồi anh em sẽ giúp cho anh sẽ tìm được. Rồi nhưng mà nó có quen đó, như là ghệ gọc em cũng dám xả thử cho con chở với anh em. Mà bây giờ là đi tìm là 3 ngày nay em bác từ ơi tùm lum hết trơn cả tôi Bình Chứng mình hết rồi. Mà như mấy ngày nay là nè, ai mà phát tờ rơi mà ai mà nói tôi thấy rồi ở Campuchia kia những kỳ muốn chuyển nha. Hiện giờ lừa đảo lắm ha. Hiện nay họ lấy hình ảnh tôi để Facebook để hiệp sự hại là lừa đảo lấy tiền người dân rồi công an tí. Nên mọi người ha, cái gì điện thoại trực tiếp. Điện thoại trực tiếp là phim hại chứ không có mà nghe trong đó thì cũng thấy được rồi gặp hình được rồi nghe chứ bây giờ lừa đảo gì lắm thêm đó bây giờ mọi người em mới lên cộng đồng mạng rồi xong rồi em mới thấy là đội của anh tiến sĩ bên này là đi tìm giúp đỡ cho em là trong mấy ngày tuần này em mới đi tìm con về cho em tại vì ở chồng mới lên được con tháng này rồi lên lừa đảo từ nhỏ là dịch thì chưa biết lên Bình Dương này luôn rồi nói chung là đội sĩ hải làm nói chung là nói cho em biết là đây là làm miễn phí giúp dân miễn phí giúp cần tình người ha chứ không có nhận quà nhận cáp từ ai hết nói cho mọi người biết mọi người chia sẻ nghe hiện nay là nhiều người lấy hình ảnh tôi lên Facebook rồi nhắn tin qua người con em mình đăng lên group rồi à, tôi thấy rồi đang ở Campuchia rồi hiệp đưa tiền hiệp chuyển hải ra chuyển khoản thì là lừa đảo ha đó rồi em cũng trình báo cho anh luôn là sự việc như thế này tại nhỏ là em là vô trong xưởng là nó vô nó mặn mới có được 20 mấy ngày công thôi mà nó chưa không bao giờ nghe lời ai mà nghe lời cái chân cái bà này bà nào cái bà trong cái số điện thoại là bà tên bà Út mà bà đi tặng cho nó một chai dầu thơm, cho nó một bộ đồ. Em về ngày là nó đi là nó sức được có 2-3 lần bắt đầu nghe lời bà hết. Rồi, vô vô đó mình không đuổi yêu rồi. Rồi em mới lấy chai dầu thơm đi ra ngoài buồn quá. Là người ta nói là bị con nhỏ con của con á là bị buồn ngại rồi. Rồi. Người ta trong sức rồi mà đi lấy dầu thơm đem về nhà làm cái gì? Chai dầu đó em làm còn đợi chứng cứ ở nhà.
Rồi rồi đến nè, để anh em sẽ tìm ra bây cho. Bây giờ là em cũng nhờ anh Hải là như bây giờ là phải lâu tụi bà đã ra, tụi bà đã đang bằng cặp nhà trọ em bây giờ, cái xưởng nó đang mặt còn đang mặt bây giờ. Không, không được, tại vì mình chưa bằng chứng. Không được, để tôi giúp cho, tôi hứa là đi anh là nói là tôi sẽ nó sẽ về. Tôi nói về là nó sẽ về hiểu không? Đó, bà con có bắt đầu chia sẻ giùm mọi người. Mọi người bây giờ em chưa phải. Bây giờ có đôi lời nói cho con nó về hai thứ tất cả nói đi. Nói là Kim Anh ơi, giờ đi trả đi rồi trả mẹ tao thử rồi. Cha mẹ không có nói gì với con cho nàng nghe, nhưng mà tại sao con nghe lời người ta bỏ đi trả mẹ với con. Cậu Phật còn cái lời. Trả mẹ đi rồi trả mẹ tao thử cho con. Như con có quen người đó gì con dắt về đây đi cho mẹ rồi con dắt mặt với nhau trả mẹ một gã luôn được. Cha mẹ thương con dữ dằn lắm, về trả mẹ được không? Rồi cảm ơn mọi người hãy chia sẻ mạnh lên, cảm ơn, cảm ơn. Còn mọi người hãy chia sẻ. Bà con có lượng chia sẻ mạnh mọi người, chắc là đầu tổ, chắc là đầu tổ mọi người. Cảm ơn mọi người, cảm ơn nhiều nha.